chào đón các bạn. Hôm nay đến với một lớp tập của Lazada và chúng ta sẽ trải nghiệm một cái thử thách rất hay. Các chị học viên không biết gì đâu. Bây giờ em sẽ tiến vào để cho các chị cùng thử thách nhé. Thì cái đấy là chị vẫn luôn thường xuyên là đứng